Lâu lắm rồi Rương mới quay lại với một cái chủ đề về makeup với các sản phẩm bình dân. Và đây chính là năm em mà Rương đã mua trong Miniso. Thì ra là Rương mua năm em này từ hồi trước Tết luôn, nhưng mà bận quá cho nên là bây giờ mới thu xếp được thời gian để mà quay cho mọi người. Nếu như mà được quay trở lại cửa hàng đó thì chắc là Rương kể Rương sẽ mua thêm một cái kẹp mi cũng như là một cái kẻ mắt để cho cái phần makeup ngày hôm nay nó được gọi là đẹp hơn. Và nếu như mà các bạn tò mò muốn biết là những em này giá như thế này, không biết là chất lượng như thế nào, thì mọi người đừng quên xem tới hết video luôn nha. Hello mọi người, video của ngày hôm nay Rư sẽ test thử những món mỹ phẩm mà Rư vừa mới mua ở đây. Thì tất cả những em này giá của tụi nó đều là 43.000 và Rư đã mua được 5 món. Thì ở đây Rư có là kem nền, mút đánh kem nền, hai cây son và một em mascara. Vậy thì trong quá trình mà Rư make up thì Rư cũng có ăn gian xíu là Rư đã đánh lông mày với lại đeo lens rồi. Tại vì Rư tìm ở trong Miniso thì không có chì lông mày cũng như là lens. Ngay bây giờ tụi mình sẽ cùng bắt đầu test thử mấy em này luôn nha. Thiệt ra thì video này Rư được gọi là truyền cảm hứng từ Tina Young. Tại vì có một lần Rư xem bạn đó make up với những cái món mua ở Miniso và giá dưới 6 đô. Món đầu tiên mà Rư dùng thử sẽ là cái em Aqua Moisture BB Cream. Cái màu này thì Rư thấy là nó cũng trung bình sáng, cho nên là những bạn nào da ngâm chút á thì sẽ cần phải chọn một cái màu khác. Một điểm rất là hoan nghênh là cái em này Rư ngửi thấy nó không có mùi. Và đây là cái bông mút. Cái bông mút này Rư thấy cái màu nó rất là xinh, một cái màu xanh mint rất là dễ thương. Tên của em là bông trang điểm hình giọt nước. Rư sẽ thử nhúng nước coi là nó có nở ra giống như là Beauty Blender hay không. Cảm nhận của Rư là cái em mút này thì nó không có được nảy giống như là Beauty Blender. Sau khi mà Rư nhúng nước thì nó đã nở ra, nó to gấp rưỡi so với lại hồi nãy. Bây giờ Rư sẽ tán cái mút này. Rư cảm nhận được là khi mà Rư tán kem nền với lại cái mút này á, bởi vì cái mút này Rư đã bóp với nước cho nên là nó làm cho cái nền của mình nhìn nó mọng hơn. Nhưng mà cái mút này nó sẽ rút khá là hao kem nền của bạn, cho nên Rương nghĩ cái cách tốt nhất là mọi người đừng có chấm kem lên mặt mà chấm lên mút luôn rồi mình tán thì nó sẽ đỡ hao kem hơn. Hiện tại Rương thấy cái kem nền này thì nó cái độ che phủ của nó chỉ là một chút xíu thôi, tức là ở cái mức nhẹ thôi chứ cũng không phải là đến mức trung bình nữa. Bây giờ cái thâm mắt của Rương thì nó vẫn còn, cho nên là Rư sẽ thử thêm một lớp nữa coi làm sao. Cái chóp nhọn này thì Rư sẽ đi vô hai bên cánh mũi. Trước Tết và cho đến tận bây giờ thì hai bên cánh mũi của Rư nó mọc lên hai cái mụn rất là đều nhau, cho nên là phải giấu nó đi, đừng cho nó đẻ trứng. Rư cũng có mua được hai cây son, thì hai em này một em là màu 02 và một em là màu 04. Bên trong cái cây son thì nó là cái đầu mút như này. Một em thì là màu hồng cam rất là chói ở trên, và em bên dưới thì là cái màu hồng nhẹ hơn. Rư nghĩ là Rư sẽ lấy cái màu hồng nhẹ này để mà làm má hồng và màu mắt. Còn với cái em cam chói kia thì Rư sẽ đánh cho môi. Cái em son này làm cho Rư rất là nhớ đến cái bộ son mà son bột á. Không biết là các bạn đã xem cái video review đó của Rư chưa? Khi mà Rư chấm cái này lên trên cái mu bàn tay hay là lúc này Rư đang chấm lên bầu mắt thì em này nó rất là matte và rất là khô. Cảm giác giống như là một loại phấn màu mắt luôn, chứ nó không có creamy giống như là những cái loại son thông thường. Cái viền mắt dưới để cho an toàn thì Rư sẽ lấy tăm bông. Tại vì cái đầu này nó bị bự nè, nếu như mà chấm lên xong kiểu nó một cục ở đó thì ghê lắm. Với má hồng thì Rư sẽ dặm cái son này lên như vậy để cho cái phần màu nó được mịn và nó không có bị đậm một khối á, để tránh theo kiểu là cái màu nó khô lại trước khi mình có thể tán nó được. Rư thấy cái màu này lên má rất là xinh và rất là hợp để làm má hồng luôn. Tới đây thì Rư bắt đầu thấy cái mút thì nó phát huy tác dụng là khi mà bạn sử dụng cái mút này để mà đánh má hồng thì cái gò má của bạn nó tự động gọi là bóng và cảm giác giống như là mình đã highlight vậy đó. Với son thì Rư muốn đánh kiểu Crayon Lips cho nên là Rư sẽ dặm kem nền lên môi để làm mất màu môi trước.
Rui sẽ đi cái màu hồng nhạt ở ngoài và Rui sẽ đi cái phần màu cam nổi ở trong. Rui thấy son thì lên trên môi Rui cái chất rất là mỏng, nhưng mà Rui không biết sao là cái cây hồng nhạt này nè, sau khi mà Rui đánh mắt, Rui đánh má hồng xong thì lên trên môi của Rui nó giống như là không thấy màu gì luôn. Ngoại còn cái em son còn lại thì Rui thấy nó có lên màu ở lòng môi. Bây giờ sẽ đến món cuối cùng là mascara. Rui cũng sẽ lấy tăm bông để mà đi một cái đường kẻ mắt. Tại vì cái đầu tăm bông nó to cho nên là Rui chỉ đi từ đuôi đến giữa thôi, Rui không có đi về đầu và Rui cũng không dám đi xuống dưới nữa. Tại vì sợ blend không được, nó lại bị một cục thì gớm lắm. Sau khi mà Rui kẻ mắt xong rất là lem nhem thì bây giờ Rui sẽ đến cái phần mascara cho lông mi luôn. Mi của Rui khi mà chưa bấm thì nó rất là cục, cho nên sẵn đây Rui sẽ kiểm tra luôn coi là em mascara này có thể làm cong mi không. Cảm nhận đầu tiên của Rui là cái mascara này nó rất là tơi mi. Và đây chính là thành quả sau khi mà test thử 5 em sản phẩm vừa rồi. Nói chung là Rui đã rất sai lầm khi mà lấy tăm bông để chấm vô mascara, rồi kiểu như là chấm lên trên cái viền mắt để làm kẻ mắt á. Tại vì cái mascara này nó nhanh khô cho nên là chấm xong chưa kịp blend thì nó đã bị khối. Cho nên khi mà zoom gần mọi người sẽ thấy cái mắt của Rui nó lem nhem giống như là mèo cắn vậy đó. Nhưng mà bây giờ nói về cái tổng thể thì Rui thấy đầu tiên là cái phần kem nền nó làm cho cái da Rui nhìn có một cái độ bóng, cho nên là mà da Rui là da khô nữa cho nên Rui thấy là Rui khá là thích cái phần kem nền. Mặc dù là cái kem nền này nó không có che được nhiều khuyết điểm cho Rui, ví dụ như hai bên má thì vẫn có những cái vết thâm nhỏ, hay là cái mụn ở ngay cánh mũi thì cũng còn hơi đỏ đỏ nè. Nhưng mà kem nền thì Rui thấy là Rui khá là hài lòng. Nếu như mà 5 điểm thì chắc là Rui cho em này 4.5/5. Bây giờ tiếp theo là cái mút tròn tán kem nền này. Cái mút này thì nó hơi làm hao kem nền một chút, nhưng mà khi mà mọi người cần phải len lỏi vô những cái chót và mọi người chấm kem trực tiếp lên trên cái mút á thì mình có thể khắc phục được cái khuyết điểm đó. Tiếp theo nữa là khi mà Rui sử dụng cái mút này để mà lấy son rồi đánh lên má thì cái phần má hồng của Rui nhìn nó căng bóng, cảm giác như mình vừa đánh má và cũng vừa mới highlight xong. Chỉ có một điểm trừ của cái mút này như Rui nói là nó hơi hao kem nền thôi, nhưng mà bù lại cái màu xanh mint này Rui rất là thích, cho nên là Rui sẽ cũng sẽ cho em này 4.5/5. Tiếp theo là hai em son thì một em là màu hồng nhạt và một em là màu hồng cam, một em số 2 và một em số 4. Nhưng mà tại vì Rui mở nắp rồi cho nên Rui không có nhớ cái nào là cái nào hết. Trời ơi, mình ngu quá, bây giờ mới hiểu. Ở trên cái nắp này nó có cái phần son nè, cho nên là mỗi một khi mà bạn muốn lấy thêm son thì bạn sẽ chấm cái nắp này vô đây, đúng không? Thử coi. Đúng rồi. Trời, bây giờ mới biết luôn á. Tức là ở trong cái nắp này nó sẽ có một cái khối son như này. Và hỏi sao nãy giờ Rui dốc và Rui cũng kiểu tìm cái nút vặn mà nó không ra son. Trời ơi, là do mình ngu. Là chấm vào trong này để mà lấy son, giống như là xài bút mực mà chấm cây bút vô lấy mực vậy đó. Xong rồi đánh lên. Hai em son này Rui thấy là màu sắc đẹp nè. Chỉ có điều là cái chất son á, nếu như mà môi của bạn khô thì bạn sẽ không đánh được. Tại vì em này lên trên môi là lì luôn. Nó giống như là một cái loại phấn vậy đó, chứ nó không phải là một cái loại son. Cho nên là em này đánh mắt thì Rui thấy là cũng được, đánh má hồng thì rất là xinh nhờ vào cái độ ẩm trong cái mút này. Còn đánh son như Rui nói là các bạn sẽ cần phải dưỡng kỹ ha. Thì son này Rui sẽ cho 4.5/5. Và sản phẩm cuối cùng mà Rui test đó chính là cái em mascara này. Thì em mascara này nó Rui thấy là nó có làm dài mi một chút nè, và đồng thời là nó làm tơi mi. Tuy nhiên là em mascara này khô rất là nhanh luôn, cho nên nếu như mà các bạn bị lem mascara thì các bạn phải chấm nhanh nước tẩy trang để mà chùi. Còn nếu như chủ quan để đánh xong rồi mới chùi là nó sẽ không đi, nó rất là khó đi. Mascara thì Rui thấy là không có làm cho cái mi của Rui nó được cong hơn, nhưng mà bởi vì dài và dày cho nên Rui nghĩ là, và với cái giá cũng chỉ có 43.000 thì Rui nghĩ là em này cũng rất là ổn. Và đặc biệt là Rui rất là thích khi mà em này được chuốt cho mi dưới, tại vì nó tơi á, nó tơi cho nên là nhìn rất là tự nhiên. Vậy thì với mascara thì Rui nghĩ là em này sẽ được 4.5/5 đi trên 5.
Vậy thì tổng kết lại là mặc dù với một cái số tiền rất là nhỏ là chỉ có 43.000 cho một sản phẩm, nhưng mà Ru cảm nhận được là cái gọi là cái chất lượng thì nó cũng rất là ok luôn. Cho nên với những bạn nào mà còn đang đi học và không thích bỏ nhiều tiền để mua mỹ phẩm thì có thể là 5 món sản phẩm vừa rồi cũng sẽ là một gợi ý của Ru dành cho các bạn. Tại vì Ru cũng chưa có sử dụng mấy em này lâu để mà có thể cảm nhận được là nó có hại da hay không, nó có làm thâm môi hay không. Cho nên là tạm thời Ru sẽ chưa có đề cập những cái điều đó trong cái video này ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã theo dõi video ngày hôm nay của Ru nha. Và nhớ subscribe channel của Ru để theo dõi thêm các video khác trong thời gian sắp tới. Bye!